mấy bữa nay coi gì cái gì mà cái thằng võ sĩ Việt Nam mà nổi tiếng là cái thằng gì cái thiện cận gì đó Trần cái Duy thằng Nhất gì gì có đó, quên Trần Duy Nhất, Trần Duy Nhất Trần Quỳnh Duy Nhất, Trần Duy Nhất là Nguyễn Duy Nhất vậy tao không biết nữa. Đồ tao coi đã quá, mấy cái thằng kia đồ bên lên đồ má mấy gì xạo xạo thách đấu nó đồ nó quất cho một nằm dáng tao khoái tao coi, mà trận nào Duy Nhất mà thua thua thôi dẹp đi tao có coi đâu. Đánh tao vậy đó, sao kỳ tao không biết sao kỳ vậy, đánh cho nó kỳ cục vậy đó. Trần Quỳnh Duy Thức ông phải không phải Nguyễn Nhất, Nguyễn gì Duy Nhất á, cũng là Nhất á, rồi đó nó quýnh Duy giỏi Nhất, liền Duy Nhất. cơ mà. Bữa nào tao về tao thách đấu với nó không được đâu, cùng buồn cười đó. Thì tính tao là vậy đó, thật ra tao kệ mẹ ai ghét tao đáng chịu, kệ bà đó, tao không quan tâm. Nói chung là tao phát ngôn tao không quan tâm, có những chuyện mình đang nói và có những chuyện mình không cần nói, là hiểu không? Thì nó rõ ràng vậy. Thì bây giờ mình đang háo hức mình chờ chứ đâu có biết nói gì nữa. Xoay qua cái vấn đề coi như mày nói về vấn đề chút xíu về 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 nước Mỹ. Về nước Mỹ thì cái kỳ rồi thì họp của cuộc họp mà của các nguyên thủ quốc gia rồi các thủ tướng chính phủ rồi cái thì cái được cái là hay quá. Tự nhiên trong cái ông Joe Biden tổng thống nước Mỹ không bắt tay ai cả, đủ bay xuống từ ôm vùng vã vỗ vai rồi bắt thủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Minh Chính. Ồ má, tự nhiên con người mình tự nhiên mình cũng nở vậy, mất bự bự ra lùm lùm cũng hè hè ra chút được á. Đó thì đó tôi nói cho mày nghe, có nghĩa là làm cho các nước kia nó cũng ngỡ ngàng. Và cái câu mà rất thâm thúy mà cái ông Joe Biden chơi Donald Trump là mày biết ngày qua mày cũng nói rồi đó, ông xin thay mặt Donald Trump xin lỗi thế giới, mà thấy ghê không? Có đồ Đúng quá rồi, ông chơi hạ chiều đồ đó là chơi kêu bích tàn nhẫn cửa đồ chơi tàn nhẫn chơi à, bích cửa luôn đồ quá. Vậy mà tôi nói hết với giải. cái ông già ông không phải ông già chúng gậy lú lẫn rồi mày, bắt thằng bên đó nó mấy thằng cha cùng Trump đó lú lẫn rồi. Tao nói là trời, mấy mày nó khùng nó ngu hết chỗ đa phần. Tao nói cho mày nghe, một vị nguyên thủ quốc gia 101 tuổi hoặc là 300 tuổi chăng nữa, ổng bị ổng mất trí kệ, ổng không quan trọng. Mày phải hiểu rằng khi người ta làm một cái bộ thì ta có một cái bộ sậu, tức là có một Ekip, cái tham ekip mưu, mà, có có thằng bộ một ekip hết. cái ekip tham mưu. Bây giờ cái ông đó là một cái ông gỗ chăng nữa cũng không quan trọng, bởi ông đâu có điều khiển đâu, do cái đồng tổng tham mưu đó, nguyên cái bộ sậu đó nó điều hành đất nước đó, trong đó có đầy đủ những cương vị đó. Tụi nó khổ ghê. Bây giờ tao thiệt mày, nó có nhiều đứa nó vui lắm. Cái ông Joe Biden ông lên máy bay ông bị trợt chân, ông bị té ngã, không phải là ngã nữa, cái là bị trợt chân thôi. Đồ nó đem ra nó ngồi nó điêu riêu nó chê nó bay làm đủ trò trên trời. Ê, nhưng mà mày khổ nổi, nhớ kỹ là ông là nguyên thủ quốc gia. Còn mày là cái gì, thù má mày là cái gì, khổ vậy thì mình có so sánh nó khập khiễng trời nó mệt ghê. Thành ra nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện tụi nó mình nhức đầu ở chỗ là tại vì nó không đủ trình, chứ không phải nhức đầu là chỗ mà mình nhức đầu mà mình không phải, không phải vậy. Khi mà nói ra một cái câu gì đó mình cảm thấy này ta không muốn nói chuyện rồi, bởi vì cái trình độ của nó tới đó là hết rồi. Tao nói ngày qua đó có người mà chịu, kể cả YouTuber chống chống Joe Biden cũng vậy nữa, thầy Bảy hoặc là Joe Biden, ông là nguyên thủ quốc gia mà nó ở đây, nó ở nước Mỹ đây, anh làm YouTuber nó ghi là thầy Bảy té đồ không á. Có nghĩa là ý ông nói là nó không ý tao bấn nhất mà nó không hiểu nó đang ở vị trí nào trong cái xã hội Mỹ này, mày hiểu không? Phải chi nó là thượng nghị sĩ á, hoặc là nó là dân biểu tiểu bang á, hoặc là nói chung là có đại biểu gì đó đại khái gì thì nó nói không. Tối làm công nhân chết mẹ, tối về thì cài đủ YouTube để kiếm tiền mà nó nói vậy. Cái ghê không? Đủ tao nói chán là chán. Nó thiệt, bởi vì tao mà nói một cách nôm na là ở chỗ này, ở cái diễn đàn này là quỷ già với quỷ con hợp tác, nói chung là cảm thấy cái gì đúng mà thì nói đúng, cái là sai thì nói sai. Tao không có kiêng về, tao không có kiêng nể ai cả. Tao cũng chê bài diễn đàn hoài đó, tao chê quá trời là chê, là chậm chạp rồi, không dũng mãnh uy hùng giống như là cảnh sát Mỹ đó, thấy không? Ta chê nhiều lắm trời ơi, ngu chi phát đồ ăn chi, bây giờ nó cứ đem ra chữ hoài đồ quá. Đem gạo phát chi đồ khổ quá, mệt. Tao chửi tuốt sao không chửi, tao thà không thấy ngán nào mà không chửi, đúng không? Rồi thì cái diễn đàn mình hôm nay thì cũng con nói hết mẹ rồi, với lại nãy Xuân nó cũng nói hết rồi, tao đâu có gì đâu đâu nói được. Thằng này lúc nào cũng vậy, nó ăn mẹ chừa xương không. Thì
không lên thì buồn, nhưng mà hôm nay là cái chương trình của con thì bố hạn chế nói là bởi vì bố không biết nhiều về trong nước. Biết rằng ở trong cái thời điểm này là hầu như không phải ông Lê Tùng Vân là một đâu. Tao đã hiểu nhiều, rất là nhiều điều ở ở ở Việt Nam mình. Cái thói quen tập tục mê tín dị đoan nó từ am, từ chùa, từ miền Tây tới đến miền Bắc, chuyện là chuyện bình thường. Nhưng mà ngày xưa nó chỉ là cái chuyện nhỏ, nó không có lớn như chuyện bây giờ. Ở đây nó đã lường gạt, ăn từ thiện rồi, xong nó còn có cái chuyện mà coi như là gọi là lượm lon nữa. Lượm lon là nó là một cái đại kỵ trong vấn đề nhà Phật, có đủ thứ trong đó. Thành ra thiên hạ đã, ta nói mày rồi, như tao hoặc là chùa khác, chùa cái tại sao người ta không có nói mà ta nói trong này. Bởi vì ta nói nhắc lần nữa, ta họ có cơ sở, họ có lý do, họ có bằng chứng, nói chung thì bởi vậy nó có chuyện mà ồn ào trên không gian mạng bao nhiêu lâu nay. Chứ tự nhiên đùng một cái mấy cái chùa khác xem không nói, không có ai khác không nói, mà tại sao chỉ có cái đó nó nói? Mình mới đặt vô hỏi, tính ta hay hỏi ngược, đặt cái hỏi vô hỏi tơ tự tổ mẹ lý do tại sao, rồi mình mới tự động mình đi tìm ra, đúng không? Cái tự nhiên khùng khùng đâu có ai mà điên khùng gì để chửi ông thầy chùa làm gì. Mà biết bao nhiêu người hoạch tẹt, rồi thậm chí là con ruột con ghẻ ta không biết, Lê Thanh Minh Tùng gì đó nó lên nó tố rồi, thậm chí các bà ông bà các bà đến là chỗ này vui nè, cái bà em vợ của ông cũng tố nữa, mày ghê mày. Với lại có một cái điểm này nè bố, tức là rất bố có điểm này là chắc mọi người không nhìn ra nè, con chỉ nói thế này thôi, tức là cái chi tiết khi Lê Thanh Minh Tùng mà lên chỗ bà Hằng á, với lại cái chuyện ngày mai bà Hằng đi tới đó đó là gì, là chúng ta phải hiểu thêm một phần nữa, chống xuyên tạc. Chống xuyên tạc là gì? Tức là mọi câu chuyện đều tự nguyện, tự giác và công khai, không ai ép, không ai bức cung, không ai nhục hình, đúng không ạ? Bởi vì nếu câu chuyện nó không xảy ra đó thì chắc chắn sau này cái luồng dư luận chống phá bên kia nó sẽ bảo rằng là cộng sản thế này, cộng sản thế kia. Đúng rồi, công nhận với theo quan điểm này, cái đó là hoàn toàn công khai đó. Cái đây là đây Việt Nam chúng ta là nhân văn nhân đạo ở điểm đó. Dạ. Ba cái này là tới bít cửa rồi, mẹ em thấy hả, nghiêng vô Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm kìa, đồ quá. RFA tao bịt bom rồi, đừng lo rồi, mấy đó mấy xạo rồi, tao ghét lắm rồi. Hồi xưa tao còn nhỏ tao thấy mẹ mấy thằng này ăn nữa không, hồi xưa mình cũng hơi nói chuyện ngu thì cũng đúng thôi. Nó cũng là người Việt Nam, mình cũng là người Việt Nam, mà sẽ tối ngày rượu mẹ nó lè đầu Việt Nam nói xấu hoài. Mình không hiểu được cái bộ sầu hồi xưa còn non lớn, không hiểu được cái bộ máy mà để mà điều hành của cái tổ chức nó như thế nào. Đủ mà tao mà đứng gần mày tao cho một cái cuộc chỏ là mày rụng răng mà đồ của mày đâu có biết đó là thằng sứ ngôn viên đâu, và sứ ngôn viên của người Việt nó đủ mà tao ra như mày tao không làm lại mấy cái đâu, đủ má đồ bất dạy chửi. Nhưng mà đó thì nó là bao tiền mà mày phải hiểu, nó là sứ người Việt BBC nè, RFA nè, RFI nè, tất cả cái điều đó là có một cái bộ máy nó thật tuần hoàn, cái bộ máy giống như cái ông nội Mỹ này, không phải riêng đây nó nói xấu, không phải riêng đây mà nó nói xấu toàn bộ quốc tế luôn, cái là Iraq, Iran, cái nói chung là những cái đất nước nào và là chung quanh này để làm gì, để kiềm sơ hở, giống kiểu là thả câu vậy. Bởi vì người Mỹ nó có một câu là cái cây gậy với cái cà rốt là vậy đó, đủ nó gọi thả xuống giật rồi. Bởi vì nó đưa những người này để phá bất ổn trong tất cả các, nói chung là những cái vệ tinh nhỏ nước nhỏ nó thả hết như câu ca ra ngoài không, đúng không? Ở chỗ nào mà dễ ăn, chỗ nào là lộn xộn hả? Đó bằng chứng Iraq hoặc là đại khái như là gì ta, Libya, Syria đó, đại khái gì đó, Libya, Syria, cái bụng đồ đại khái gì đó, để gì, để chỗ đó bất ổn, mà bất ổn thì đương nhiên ra nhảy vào, nó vào đủ và nó cướp dầu, nói chung là mày hiểu chiến tranh của Mỹ rồi, nó là như vậy, tạo, nó là chuyên môn tạo sự bất ổn chung quanh đó để làm chi, để anh vào anh kiếm trác. Và từ ngày xưa tới bây giờ anh làm giàu bằng cách đó đó, để tôi nói anh làm giàu bằng cách đó đó. Thì đó thôi, mình không có bàn chuyện chính trị đó, chuyện lớn quá, tao học vui hiểu rồi, hiểu dốt cho nên tao không có bàn tới chuyện nữa. Tao chỉ bàn trong nội dung cái diễn đàn này thôi, mà cái diễn đàn này là tao với tao với cái thằng đầu bị già với là bị con, hai đứa là nói chuyện nói hai chuyện. Cha con nhà ngoại đúng không, mình nói vậy luôn đi bố, không hai cha con nhà ngoại nói vậy rồi, vậy đúng rồi, hai cha con nhà ngoại bị già bị trẻ rồi. Thì không
không nói chuyện ngoài lề và cũng không nói chuyện đụng chạm tới ai cả, mà không băng đảng, không phe nhóm gì cả, nó chẳng vậy. Và thấy tình hình đất nước như thế nào, mình chỉ có cái nhiệm vụ là mình lên cũng giống là giống trống khua chuông để cho người dân trong nước biết được cái đầu chỗ nào đúng, có chỗ nào sai, để hạn chế bớt mọi sự rủi Dạ. ro. Đã ăn cắp cái cầu quân, ăn cắp cái cầu quân thằng luật sư bê đắp để hạn chế mọi sự rủi ro dính líu tới pháp luật. Cái câu để nó hay chứ, cho con quy đầu hay, đúng không Nhớ ba, nhớ đúng bố không? về nhớ nói bố nhớ nói với Dương Trung Hiếu nha, hôm nay là hai anh em được lên live luôn rồi đó, đó hình ảnh hai anh em ngồi trên live luôn, ghê chưa? Ghê chưa thầy Như Hiếu thì mấy bữa nay nó cũng gọi bố hoài mà lâu quá anh không chỉ Chào hỏi Nguyễn ta Thanh. chết mẹ em làm gì. Đúng rồi, tôi làm tao thấy bà hỏi anh làm gì nữa, mày làm gì rồi, tao ở già tao đâu, tụi con tao đâu chịu cho yên đâu, rồi bây giờ xuống cũng rửa chén cũng cắt rau thấy mẹ luôn, rồi hỏi làm nhà hàng rồi cười, thôi kệ làm cho nó vui. Ok thì đâu có chuyện gì nữa đâu con, thì có thằng là quỷ quy vô kìa, Hưng vô kìa, Minh Quý Hưng vô kìa, để sao thì bây giờ tại vì Dạ chắc bây mấy giờ nó chưa xảy ra mấy anh chị em đó yêu sao cầu mở hát hò chơi thì đó chắc xuống live mở qua cái nick bên kia lên hát hò chơi. thì đúng rồi, bây giờ mình không còn tâm trí đâu, nó hẳn là mình không bị bích lối đi, có nghĩa là hiện giờ cái đầu đang háo hức đủ mà háo hức. Ta, tối nay không để tao đi thức khuya nữa hả trời, mà thức 1 giờ trưa phải không, 1 giờ trưa tức là 1 giờ khuya bên tao, lúc đó là tao đang ngủ khò khò giật mình vậy hả, hay là coi lại. Mà tao có đi làm vậy mà chết mẹ, tao không có coi lại, xuống dưới rồi bà đứng trước cổng ngồi kia đóng giống kiểu gì là lan già điệp gì ra đụng cắt dây chuông, không mở cửa sao để còn có chuyện mở cửa là không mở cửa vào được là không mở được, cả một cái quá trình đang bí ẩn đúng vậy chưa, mà đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà các bà nhưng mà các bà này bà cao cơ phải công nhận, trước khi đi nhớ kỹ những người đi theo đoàn bà đã chích 2 mũi vaccine đồ, mày có nhiều cái bà tao nói mình rồi, cái bà này lên Sắp sao xếp mà hết sẽ rồi. có tiếng nói bà không, nhưng mà bà đã sẽ được sắp xếp hết rồi, mà phải hiểu là cái ekip cũng là cái ekip nữa, thế là cũng có tham mưu và đồ, cũng có luật sư, là cũng có vấn đề là luật pháp, là cũng có đại khái nói chung là có về mặt đó là coi như là bà giống một kiểu thủ thành vậy đó, má là kín mít lên ra xuống như là không có lý do để mà xuyên tạc được. Bài ra quá hư là quá hư là chuẩn, mà quá hư là hay. Rõ ràng chưa, thì có nhiều người ở bên Mỹ này rất là nhiều người, hôm qua kia cũng có một anh Việt kiều và đồ má nói là bà Nguyễn Hằng là số 1 này kia, đại khái cũng hiếm hoi lắm, cả 100 năm mới gặp được một người như vậy, người đàn bà một mình, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao chuyên môn, rồi mà từ trong từ 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 ca sĩ cho đến đụng từ thiện cho đến chùa chiền rồi đủ bốn mất hết rồi quá, nên ra bà này rất là mình phải nể bà, mình phải nể đàn bà như vậy là quá quá hớp rồi, thôi khỏi nói đừng nói, để tao về tao mời bà đi uống cà phê rồi không biết tao cũng biết, nhưng mà kệ mẹ đó, nói thì thôi chứ chắc chắn thì chưa chắc không có thể nào được gặp bà rồi, không quan trọng chuyện đó đâu, mình chỉ điều là cái tâm điểm của mình là mình lên đây mình nói được cái gì mà cảm thấy mà ít nước lợ nhà thì tốt, mà thấy rằng cũng giống như kiểu ngày kỳ rồi mà ví dụ mà kiểu chủng ngừa virus rồi những người công dân bảo vệ quê thì bố với con đã bàn tán xôn xao rồi, cũng đã đưa ra lý luận rồi mà hầu như đều chính xác luôn, thấy không, rõ ràng điều đó là mà khổ nói là mà khổ lắm nè bà ghê. Thì mấy bữa nay thì thằng Thu Xuân đã xác nhận là ở Đắk Lắk rồi hiện giờ đang bùng trở dịch trở lại, rồi ở miền quê ở ở Sóc Trăng gì đó hiện giờ đang chờ máy thở, đang nhờ quân y viện rồi chi viện thêm này kia, đùng rất là đông mệt lắm kìa. Thì thôi được rồi bố chỉ nói vậy thôi chứ còn ngoài ra bữa nay là cạn kiệt, không biết sao đang ngồi háo hức chờ cái vụ kia, mà thành ra đâu có cái vụ gì, đâu có cái gì mà phải đại khái là coi như là phải tuyên bố, với lại bữa nay con đứa bữa chủ đề này cũng bố cũng không muốn lên là lý do tại sao nó cũng không nó dính líu trong nước nhiều quá, thì ngang bên bờ vừa tan vỡ hay cái gì đó, hoặc là kiểu là lương y này kia thì người trong nước quyết định, chứ còn bố của mày nhiều khi mà nói chặt không hiểu mà nói chặt là chết, bởi vì đó là chú nó chửi nữa nữa nó, mà thấy rõ ràng không, tao lên live mà tao chỉ ủng hộ bạn bằng cách là chiếu những buổi khánh thành nhà máy không, mà nó chửi tao te tua mày không thấy đồ, mà không thấy nó chửi tao te tua mày không, còn những cái bài báo mà tao thì đúng là con người ngu thiệt, sau này mình phải nói thẳng ra chứ còn mà nói theo kiểu đá xéo thì nó không có thông tin,
có những người đồ làm báo mà đồ làm đu má lên nó chửi đu má tre tôi mà nó không hiểu mà nói cái gì, có thể nó chửi đã nó không hiểu mà nói gì, bởi vậy trình độ nó vậy thôi nó làm mẹ thấy rõ ràng không, tao nói rõ ràng xét nhà báo hai mặt mày cũng đã làm rồi, tất cả những cái nhà báo mà được có một sự coi như là bị đầu tư tư tưởng coi như là bị lệch lạc này kia, tao cũng nói với mày rồi, đưa lên đủ chúng nó chửi te tôi nó không biết mẹ chứ nó chửi trước giống kiểu cầm đèn chạy trước ô tô chạy nó khổ vậy, xong xuôi rồi bây giờ lòi ra tùm lum tà la thấy không khổ lắm, nói mà không trúng ra nó cũng chửi, bà nói trúng nó cũng chửi nó khổ vậy chứ thấy không. Ok thì bố xuống nghe, rồi có ai lên chơi vui lên hát ca gì hát đi, tao đi giặt đồ.